đối với những ai mà đã học Atidam ấy, tức là phía thăm má đó, thì chúng ta sẽ biết được một chuyện đó là gì khi nào khi nào mà tâm thiện xuất hiện thì tâm bất thiện biến mất ừ. mình cứ nghĩ là mình à, thiện với bất thiện nó có liên tục à, nó xen kẽ lẫn nhau nó chồng chéo lẫn nhau ví dụ như mình à, à, tụng kinh đúng không tụng kinh mà cái đứa nhỏ nó rầy nó nó phiền quá thì nó chạy lung tung lang tan lung tung lang tan mà mình thì mình đang tụng kinh ừ. thì mình cứ nghĩ là mình thì mình vừa tụng nha mình thì mình vừa tụng vừa tập trung vào kinh mà mình vẫn bực mình cái đứa nhỏ nhưng thực tế á, cái tâm á, nó nhanh lắm quý vị cái tâm mà mình tập trung cái chuyện tụng kinh ấy nó là một thứ mà cái tâm mà mình bực mình cái đứa nhỏ á, nó là một thứ rồi hoặc giống như là khi mà mình đi bố thí cúng dường á bố thí cúng dường à, mà mình à, gặp cái bà bạn ấy, bà vô duyên quá đi ha, bà vô duyên quá thì mình vừa cúng dừa mà mình vừa bực bà bạn của mình thì mình cứ nghĩ là hai cái đó nó nó xuất hiện cùng một lúc nhưng thực tế không cái tâm thiện mà mình bố thí cúng dường ấy nó là riêng mà cái tâm bực mình bà bạn ấy, nó là riêng theo a tỳ đàm khi mà tâm thiện xuất hiện ở đâu thì cái tâm bất thiện biến mất ở đó tức là sao tức là khi mà cái tâm thiện mà xuất hiện ấy, cái tâm ác nó mất rồi nó mất rồi nhưng mà do đâu do đâu nó giống như nó giống như một cái toa tàu một cái đoàn tàu một cái đoàn tàu nó gồm có những cái toa màu trắng và những toa màu đen. Nó chạy liên tục như vậy. Rõ ràng đúng là có toa màu trắng và cũng có toa màu đen. Nhưng mà do nó chạy nhanh quá, nó chạy nhanh quá. Cho nên mình thấy á, trắng đen nó nó xen kẽ nhau. Cũng vậy. Cũng vậy. Cái tâm của mình nó biến diệt nhanh lắm thưa quý vị. Nó biến diệt nhanh lắm khi thì nó là tâm thiện khi nó là tâm bất thiện nha đấy thành ra mình cứ nghĩ niệm phật là niệm phật mà sân thì nó vẫn cứ sân nhưng thực tế không khi niệm phật thì sân biến mất nha. khi niệm phật thì sân biến mất rồi khi sân thì niệm phật biến mất chẳng qua là nhanh quá cho nên mình có cái cảm giác là niệm thì niệm mà sân thì sân như vậy đó cái việc mình cần làm là cái gì để cho cái tâm thiện của mình xuất hiện liên tục xuất hiện một cách liên tục càng nhiều càng tốt càng kháng khích càng tốt khi mà mình thấy đó, à, mình à, tụng mình niệm mà sân nó vẫn sân đúng không thì có nghĩa là cái thiện của mình chưa đủ nhiều tích cực làm nhiều hơn nữa thì tự nhiên dần dần ấy cái sần nó biến mất, ừ.